Khi sự việc xảy ra năm 2021, qua kiểm tra thực tế, việc sạt lở làm hư hỏng 20 mét đường giao thông, sập chuồng chăn nuôi lợn và ảnh hưởng một số diện tích trồng cây ăn quả. Ngoài thiệt hại về kinh tế, người dân sinh sống dưới chân núi luôn lo lắng về sự an nguy của cả gia đình. Là cả một bãi na tôi là mất hơn 1.000 mét vuông na là mất trắng. Dân chúng tôi sống bất ổn. Nhà cửa thì hoa màu thì thiệt hại. Ăn ngủ không yên là rất hoang mang và tính mạng. Quá nguy hiểm nên gia đình chúng tôi là bây giờ phải bỏ nhà để di chuyển đi chỗ khác để ở. Chứ còn nhà bây giờ là bỏ không dám ở. Được biết, ngay sau đó, chính quyền địa phương đã làm việc với các hộ dân và phía công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân đá lăn là do thiên tai hay do hoạt động nổ mìn khai thác đá. Vì vậy, chưa có phương án bồi thường và di rời các hộ dân đến khu vực an toàn. Tôi rất mong là các cấp chính quyền, các đoàn thể, các ngành vào cuộc để giúp đỡ cho người dân chúng tôi để có được cuộc sống nó ổn định, để yên ổn làm ăn sinh sống. Mới đây, mỏ đá Lân Đâm Ba tiếp tục hoạt động khai thác sau một thời gian dài dừng hoạt động, đã khiến các hộ dân ở đây tiếp tục lo lắng về tình trạng sạt lở, nổ mìn khiến đá văng vào nhà. Mùng 5 tháng 5 của năm 2023 này, tôi đi hái chè từ ruộng chè về thì tôi vừa đi qua đầu sân nhà tôi này, thì là qua tầm 2 phút thì tôi đang chuẩn bị vào bếp. Vào bếp thì bên mỏ đá Chiến Thắng này nổ mìn này, thì cảnh giới vừa hô nổ mìn cái thì tôi thấy nổ luôn theo cái câu của cảnh giới nổ ấy, thì là đá văng từ đỉnh núi xuống qua đầu sân nhà tôi này. Thì lúc đấy là tôi nhìn thấy đá văng ra đấy thì tôi biết cái vị trí viên đá bằng nửa bàn tay này văng xuống đấy. Hoạt động khai thác đá trở lại cùng với mùa mưa bão đang đến gần có thể dẫn tới nguy cơ sạt lở gây mất an toàn cho các hộ dân sinh sống dưới chân núi. Chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng cần phối hợp xem xét, nghiên cứu để sớm có kết luận về nguyên nhân sạt lở và có phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại đây.